Ngọc Hà xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin phân tích của Hành Trình Tương Lai. Rất mong quý vị ấn vào nút like, đăng ký và chuông báo trên màn hình để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục. Thưa quý vị, sau sự cố va chạm giữa một tiêm kích chiến đấu của Nga và máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên Biển Đen vào ngày 14 tháng 3, một số ý kiến cho rằng rất có khả năng vụ chạm trán này sẽ làm gia tăng sự đối đầu giữa Nga và phương Tây ở Biển Đen. Vụ việc này cũng như một lời cảnh báo đối với nhiều quốc gia đang hoạt động trong và xung quanh Biển Đen về một khả năng khu vực này sẽ trở thành điểm nóng, cho dù vô tình hay cố ý. Biển Đen từ lâu đã là một trong những đấu trường cạnh tranh giữa Nga và phương Tây. Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm gia tăng sự đối đầu tại khu vực này. Nếu xếp hạng các địa điểm trên toàn cầu mà quân đội Mỹ và Nga có thể chạm trán với nhau, Biển Đen có lẽ sẽ nằm gần đầu danh sách. Vùng biển nằm ở sườn đông nam châu Âu từ lâu đã trở thành đấu trường cạnh tranh quốc tế giữa một bên là Mỹ và các đồng minh châu Âu, với một bên là Nga và các nước nằm trong không gian ảnh hưởng của Moscow. Cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến sự đối đầu gia tăng. Ông Ian Lesser, Phó Chủ tịch Quỹ Marshall Đức, trụ sở tại Mỹ cho biết, mọi thứ luôn phức tạp và vẫn đang phức tạp, nhưng nguy cơ hiện nay cao hơn nhiều so với trước đây. Đồng thời cho rằng, cuộc xung đột Ukraine càng kéo dài, nguy cơ mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát càng cao. Biển Đen có diện tích lớn hơn so với bang California của Mỹ, có 6 quốc gia ven biển, 3 trong số đó gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria. Romania và Bulgaria là các thành viên NATO, trong khi những nước khác như Ukraine vốn thân thiện với liên minh quân sự này, từ lâu đã coi Biển Đen là thiết yếu trong nỗ lực kiềm chế Nga. Biển Đen có vai trò rất quan trọng đối với những nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm mở rộng ảnh hưởng của Moscow. Điểm quan trọng nhất trong chiến lược của Nga là sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Điều này đã nâng cao vị thế của Nga ở Biển Đen và trao cho Nga kiểm soát Sevastopol, hiện là cảng nước ấm duy nhất của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ là nước có ảnh hưởng lớn đối với Biển Đen, do nước này kiểm soát hai eo biển, Dardanelles và Bosporus. Đây là hai con đường mà tàu thuyền phải đi qua khi muốn ra vào Biển Đen. Công ước Montreux năm 1936 trao cho Thổ Nhĩ Kỳ quyền đóng cửa các eo biển này đối với hầu hết các phương tiện giao thông quân sự trong thời chiến. Ankara đã thực hiện quyền này sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine đầu năm 2022. Kể từ năm 2014 đến nay, Nga đã tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan năm 2016 từng cảnh báo rằng vùng biển này gần như đã trở thành một cái hồ của Nga. Các đối thủ của Nga đã phản ứng bằng cách tăng cường tập trận quân sự xung quanh Biển Đen. Các thành viên NATO thường xuyên thực hiện chuyến bay giám sát. Mỹ và Anh càng nhiều lần điều động tàu chiến tới khu vực này. Sau khi xung đột ở Ukraine bùng phát, cả Nga và phương Tây tiếp tục mở rộng hoạt động ở Biển Đen. Ông Adam Melutoglu, một nhà phân tích quốc phòng độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ, đã nhận định rằng căng thẳng ở Biển Đen rõ ràng đã gia tăng sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Cuộc xung đột gây phức tạp cho thương mại hàng hải của các quốc gia Biển Đen. Việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine từ các cảng ở Biển Đen cũng bị ảnh hưởng, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng lương thực ở các nước nghèo. Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian dàn xếp một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hơn 22 triệu tấn ngũ cốc Ukraine qua các vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa các eo biển đối với hầu hết các tàu quân sự là nhằm ngăn Nga tăng cường lực lượng hải quân chống lại Ukraine bằng cách điều động tàu từ các căn cứ khác, nhưng đồng thời cũng ngăn không cho tàu của Mỹ và các thành viên NATO khác vào Biển Đen. Ông Joruk Isik, một học giả tại Viện Trung Đông, người theo dõi chặt chẽ giao thông hàng hải qua các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hiện tại chỉ có tàu thuyền của các quốc gia ven Biển Đen mới được hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, bầu trời vẫn mở, vì vậy các thành viên NATO đã tăng cường các chuyến bay giám sát trên và xung quanh Biển Đen, và Nga cũng đã đáp trả bằng cách điều động các máy bay chiến đấu. Vụ rơi UAV ở Biển Đen đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Nga, mặc dù không bên nào thể hiện khuynh hướng cho phép tình hình leo thang. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, cuộc xung đột Ukraine đã khiến hoạt động quân sự trong và xung quanh Biển Đen cũng như những nơi khác gia tăng. Cuộc xung đột này càng kéo dài, khả năng xảy ra những sự cố như vậy càng lớn. Trước đó vào ngày 14 tháng 3, quân đội Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với mọ máy bay không người lái của nước này trên Biển Đen và lực lượng Mỹ sau đó đã phải để chiếc UAV này rơi xuống vùng biển quốc tế. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố máy bay của Nga không hề tiếp xúc với UAV của Mỹ khi phương tiện bay này vi phạm ranh giới của chế độ không phận tạm thời được Moscow thiết lập trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay do thám này đã tắt bộ tiếp sóng, vi phạm không phận tạm thời được thiết lập cho hoạt động quân sự đặc biệt, vốn đã được thông báo với tất cả các bên sử dụng không phận quốc tế và được công bố theo tiêu chuẩn quốc tế. Do sự di chuyển đặc biệt vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, theo giờ Moscow, máy bay không người lái MQ-9 đã mất kiểm soát, mất độ cao và lao xuống biển. Bộ này nhấn mạnh rằng
các chiến đấu cơ của Nga không sử dụng vũ khí trên không và không tiếp xúc với máy bay không người lái. Sau khi cất cánh, chúng trở về sân bay căn cứ một cách an toàn. Trong một diễn biến liên quan, mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhà Trắng John Kirby cho biết, chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đã rơi xuống Biển Đen, có thể sẽ không bao giờ được thu hồi sau sự cố chạm trán giữa chiếc UAV của Mỹ và máy bay chiến đấu của Nga. Vụ việc xảy ra vào ngày 14 tháng 3, được hai bên thông tin khác nhau. Lầu Năm Góc cho biết, các máy bay phản lực Su-27 của Nga đã va vào cánh quạt của máy bay không người lái MQ-9, khiến nó không thể hoạt động. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Châu Âu của quân đội Mỹ hôm 16 tháng 3 đã công bố một đoạn phim về cuộc chạm trán giữa một máy bay không người lái của Mỹ và một chiến đấu cơ của Nga tại Biển Đen. Đoạn video cho thấy những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc chạm trán trên không mà Lầu Năm Góc cho biết kéo dài khoảng 30 đến 40 phút. Đoạn video cho thấy camera của máy bay không người lái MQ-9 Reaper hướng về phía đuôi và cánh quạt của máy bay được gắn ở phía sau đang quay. Sau đó, một chiến đấu cơ Sukhoi Su-27 của Nga tiến đến gần. Khi tiếp cận, máy bay chiến đấu của Nga xả dầu trên không. Trong một đoạn video khác, chiếc máy bay Nga lại bay qua UAV Mỹ và xả dầu. Đoạn video từ máy bay không người lái sau đó bị gián đoạn, được cho là khi máy bay chiến đấu của Nga va chạm với MQ-9 Reaper. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi rằng sự cố đụng độ đột ngột của chiếc máy bay đã gây ra vụ tai nạn và khẳng định các máy bay phản lực của họ không mang theo vũ khí cũng như không tiếp xúc, va chạm gì với UAV Mỹ. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, ông John Kirby cho biết chiếc UAV MQ-9 Reaper vẫn chưa được thu hồi và ông không chắc rằng Mỹ có thể thu hồi nó. Theo ông, nơi máy bay rơi xuống ở Biển Đen, bùng nước rất sâu. Vì vậy, phía Mỹ vẫn đang đánh giá liệu có thể có bất kỳ nỗ lực thu hồi nào hay không, nhưng có thể là không. Ông John Kirby nói với kênh ABC rằng, nếu người Nga thu giữ được chiếc máy bay, chính quyền Mỹ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng khả năng thu thập những thông tin tình báo hữu ích của họ sẽ bị hạn chế, đồng thời cho biết các nhà chức trách Mỹ sẽ tìm hiểu thêm về các biện pháp thu hồi. Ngày 15 tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley nói rằng có thể chiếc UAV đã chìm ở một số độ sâu đáng kể, vì vậy bất kỳ hoạt động trục vớt nào về mặt kỹ thuật sẽ rất khó khăn. Ông cảnh báo sẽ mất vài ngày để xác định chắc chắn phạm vi giải rác các mảnh vỡ UAV ở vùng biển sâu 1.200 đến 1.500 mét. Sự kiện trên vùng biển quốc tế hôm 14 tháng 3 là một lời nhắc nhở về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine, nơi Nga đang tiến hành xâm lược quân sự và là nơi phương Tây đang tiến hành rót vũ khí cũng như hỗ trợ tình báo. Vụ va chạm của máy bay không người lái UAV Mỹ và chiến đấu cơ Nga trong không phận quốc tế đã dẫn đến một cuộc điện đàm trực tiếp hiếm hoi giữa hai nhà lãnh đạo quân sự của Washington và Moscow. Và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin phân tích của hành trình tương lai ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những xung đột mới nhất về giao tranh Nga-Ukraine hay những vấn đề nóng hổi khác sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like và đăng ký kênh Hành trình tương lai của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị!